Xong trình quỷ. Lúc xây ra một tăng một đoạn phạm với ní. Xong trình một to dùm nùa. Merci, Monsieur le Président. Madame la partie civile, je continue. Avez-vous été informé du jour où vous alliez finalement vous marier? Vậy thầm mò nâng cái hữu màu. Đó màu tư. Ngày nâng cái prap thà. Riêp chậm cổ xa. Còn là thà phần nâng hữu nâng. Nơi lưu tu xoài kram nâng đó ọc nha. Xoài khom nâng đó ọc nha. Nơi lưu tu là cái hữu màu chụp chung nâng. Màu chụp chung nha. Tầng càng dư vệ nà ri. Nâng càng dư vệ chân tầng ọ. Màu chụp chung. Ông quay lên thì chơi lên những cái ông mình toàn prap đây thì đòi hỏi cái ông quay lên quay ấy chỉ mui cái này tư thọ mà đàn chân nhóm có bạn qua là gì mà nè đây từ việc cả ngày nằm đặt nhóm có bạn su tình gì chỉ mui là gì đang ta dương côn có bia đôi kia ông miền mai ở đôi kia hai dương có đọc bi mê sa đôi kia chân dương prom priền tới chi viên ca slap vô ngày ním kê hai màu bị chum riệp ca hai tam khiom sman đôi khiom kết mền khiom có bàn dây mơ nơi ri nâng tha dương prom priền mùi khnia tư hai có bàn oi mô rập bát tật khnia đam bay cầm oi bay khnia nhom prap tật khang nơi ri đại tới chi ni tới mùi khiom nhom prap ta chút cơ ba cơ ma tư. Chùm này nhóm bong co cơ ma. Niên cơ lứ. Có thơ tam khi nhóm hai con coi riêng luôn chẳng tư. Đó bê mong bùm mùi lưng ý. Chạp đàm. Màu chụp chùm khí ơ. Màu sắp cụp ơ. Tăng ơ. Tăng bật tiên con. Bật tiên khung. Bật tiên phu mây màu tăng ơ. Có chạp đàm phê năng tay mà đoàn tư. Qui vous a convoqué et combien de membres de votre unité ont été convoqués en même temps que vous? តាមក្រុមនានានឹងទាំងប្រធានរីទាំងប្រធានយុវជននឹងគេក៏ហៅមកដល់ប្រុងព្រឹកគ្នាមកគេដល់ប្រាប់ចឹងមកតាមគេប្រាប់ចឹងមកអត់មានណាទៅប្រាប់យើងផ្ទាល់អីថានេះណាអញត្រូវទៅរៀបការនេះបីក៏អត់មានប្រាប់ដល់នឹងថារៀបការទេគេឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅទួលស្វាយខំហៅស្វាយក្រាមនឹងជាមួយគ្នានឹងទាំងអស់កន្លែងនឹងកន្លែងគេទួលនឹងគឺសម្រាប់ទៅប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យពេលស៊ីបាយស៊ីទឹកអី រៀបចំបុណ្យទានអីគេបាយទឹកនៅហ្នឹងយើងក៏មកតាមពាក្យស្ដីគេឲ្យប្រធានកងធានក្រុមក៏ចេះតែមកមួយគ្នាទាំងអស់មកមិនដឹងចំនួនប្រមាណទេដល់ពេលរៀបការបានយើងដឹងចំនួនថាតើអ្នកណាដែលទៅរៀបការហ្នឹង Travaillez-vous pour dans une unité mobile à l'époque? Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit que vous cassiez de la pierre? Vậy hãy đó, ở bàn không mà ngay được bị ngay chẳng ai bàn mà mẹ kì bởi kì.
Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage si je vous dis que vous avez été convoqué et que le même jour à 18h, la cérémonie de mariage a eu lieu? Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? Cái ơi từ hai nó mà tiên con từ hai màu nó màu tăng pi màu mà chạy bay mà đang coi lên coi ấy mỗi khi nó từng ao đợt pi màu mà mỗi chân phơi ban cái bắp ta châu chua dừng dây lên khi này rồi hai cái hai châu chua buộc nhom từng ao khi có chung ao đây châu chua miền từng dấu biển ở đây phong miền từng dấu bờ chân phong bàn tay ở đây hình su cái tê khai cái ao từ riêng sâu đó bên nắng châu chú có mà tầm riệp chú hai bán mê kê bạc ca. Qu'est-ce que le chef a dit exactement à ce moment-là lorsque vous étiez déjà en rang? Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit? Lục chăm thế thầm mê còn nâng kê nè dây thà dàng mạch khá. Chạm chứ bà nà tục chứ chân nà ní hai sạp tập bình nà ta chạm phía đa kì ní hai phía nàng đàn kà lạy nàng hai tên miên kà chứ chạp chứ ràn. Ở đăng thăm mà rịp kà thì đà kì lạng bà kà kì thà. Bà chì chân kàm bà chì lỡ sát sao cho hai. Hay nè ai đò khní tăng ọ khní nâng. Tăng mất dù bà chân dù bà nà rì. Khâm bằng thơ kà nà. Chân ọng kà ôi nè ai rịp kà đà mây thơ kà bà chì chân. Thơ kà bàn tò bên tớ thang ai múc. Chẳng bố dưỡng ban thân hạ chết thật ngày này kia ngày kia chạp rịp ca. Phần tại đôi khi em không tục chứ môn nói chứ bán đăng rừng ra nó mua chùm luôn tối tam rồi dạ. Phải chia chôn nó không phụ mô kênh dây. Ta thật ngày này mình cảm vì thi rịp ca. Phần tại mình đăng này khi em có bán chạp ở rộng này. Phụ kênh dây tăng phí khai cung phép. Đó mà khai thì hạ bán cái chạp hạ tôi rịp ca nâng tay mà đòn. Vous souvenez-vous du nombre de couples qui ont été mariés ce jour-là? Si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, pouvez-vous donner un ordre de grandeur du nombre de couples? Mình bà hạ hai là tế cứ chứ bà hạ mong phù khi nhóm chăm mình phát đôi chung chung hiệp lúc xây rồi cho hai chân thạc khi nhóm chăm mình phát chế phía ơn này cứ mà rồi bà là cù. Tăng ọc này mà rồi bà cụ tại nhóm đang tại đọc bì mê xa bài tập cụ. Chìm này nhóm dự cụ tìm bà. Nhóm chăm mình ai phát bán này. Ngày nào có mình ai phát bán. Connaissiez-vous votre épouse avant de la rencontrer le jour du mariage? Vous avez expliqué que vous l'aviez rencontré un petit peu avant le début de la cérémonie. Connaissiez-vous cette personne avant? Vous avez expliqué que vous l'aviez rencontré un petit peu avant le début de la cérémonie. Thôi mà đã con chỉ lạc dù chứ nâng chỉ lạc nà rì nâng ta ô ấy ta thơ ấy tay nà chuộc nè hay nà rì nô chì nà rì kìm phì à. Ở miền mai âu tê, kìm miền bóng bôn. Chẳng hai khi nhóm có kìm miền bóng bôn, kìm miền mai âu. Nhóm bàn quà kìm nè dù môi ta mà đai dây rương ấy chì môi kìm nè kìm nà bàn mà sợi đạc nè. Tại đó thằng ấy nâng à. Khi nhóm có hiền nơi dây môi quạt. Nè dây nè dây lên tê. Ở đằng thằng ai điệp ca to, ta cái châu chú và ca bạn đang thả điệp ca. Est-ce le chef et la personne qui présidait la cérémonie qui vous a désigné cette femme comme votre épouse? Pouvez-vous nous expliquer comment concrètement
l'accouplement entre les deux personnes s'est effectué ce jour-là. Qui a décidé de qui allait marier qui? ແລະນາຈະແນະສໍາຫຼັດຖ້າບໍລິນີ້ຖືກຮຽບການຢູ່ໃນສະຕ្រីນີ້ຈັ່ງເປັນນັ້ນອັດມີຈັດກູຈັ່ງທາງສະຕ្រីນີ້ຕະການ 1 គឺគេប្លឹកភ្លឹងអាគិសនីនឹងគ្រឹបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាប់រាវគ្នាខ្ញុំកម្រងពីថ្ងៃមកគឺស្មានមិនខុសបានខ្ញុំឲ្យនារីដេញកំព្រាម៉ែឪហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងកំព្រាហ្នឹងឲ្យនារីនឹងជួតក្បាលកម៉ាខ្ញុំបង្ការកកម៉ាចឹងហើយក៏រាវគ្នាទៅបានជួបគ្នាព្រោះខ្ញុំឃើញ Avez-vous dû prononcer un serment ou une parole quelconque lors de cette cérémonie? Lang Pratnya, Jing Kiku, Nat Multan, Pinet, Gahan Nat Multan, Pinet Ai, Nang Nat Dam Pi Mesa, Nang Mau, Boon Nat Diet, Jang Vier. Bụi mùi cù hay đó nên nó qua khơi nhầm nó cho một cái hào cho một cù tiết. Bạn thằng ông phải là cù từng cù nhầm năng. Hay khi ông có chăm cù nhầm cho ta thì cù tìm bờ. Đó bê cái hào cho đại nhà có cù tìm bờ đại. Hay một cái đại nhà ta biết dùm đấy cái nhầm chăm tay nhầm chăm cho bạn nó biết nhầm đại nhà đại nhầm bán chanh biết thả hơi năng. Đại nhà đã bây cũng ôi khuôn xa lạp. Đại nhà đã bây ở cái chưa chết. ปัญญาដើម្បីឲ្យគេថាយើងពិតប្រកបជាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំបានប្រាជ្ញាថាដើរតាមអង្គការដល់មានកូនដែលបានរៀបចំគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ណៃគ្នាឲ្យមានកូនមានចៅដូចអង្គការចង់បានខ្ញុំប្រាជ្ញាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាទៀតហើយក៏គេតែដៃអបអរសាទរខ្ញុំក៏ឈប់ Avez-vous senti à l'époque, le jour du mariage, que vous aviez la possibilité de refuser de vous marier? ត្រອບតែដឹងលឺពីមុនមកគេរៀបការក្នុងរយៈឆ្នាំ76ដើមឆ្នាំ77ហ្នឹងខ្ញុំឃើញតាមមានគេយកតបៃចោលច្រើនគូណាយកទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានចិត្តអីទេគ្រាន់តែនឹងចិត្តថាខ្ញុំចាប់ដៃគ្នាត្រូវគូរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពថាជាបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំអត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនារីនោះទេហើយនារីនោះក៏យល់ព្រមថាខ្ញុំចរិតខ្ញុំអញ្ចឹង Est-ce que l'une quelconque des personnes présentes le jour de la cérémonie pour se marier a refusé de se marier ce jour-là? Vous avez évoqué le nombre de 107 couples. លោកស្រីថាមានទាំងអស់107គូអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកទាំង107គូនឹងមានអ្នកណាប្រកែកមិនព្រមរៀបការទេ 107គូនឹងអត់មានណាហ៊ានប្រកែកទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថារឿងចិត្តប្រកែកនឹងប្រកែកណាហើយសំដែងទៅចេញពីទឹកភ្នែកនារីយំហើមភ្នែក
bỏ ra miền này khá chung này khá ọt tại bỏ chụp bố nè rì vinh dùng sân cực rục nè phê chạp cụ tố cùng mình đang khóc nè cùng mình đang ngay cùng mình đang phân tay phê nì cứ thả khơi nâng à ca phát sát thăm phụ rộng rịp ca cơ mà bán chanh sẽ lấy tay xâm nay chanh bìa cặp cái đi giá nè lạ khả nại chả đất cứ vô dùng chứ dùm an. Et vous, quels étaient vos sentiments ce jour-là, ce moment-là, lors de la cérémonie? Dans quel état d'esprit étiez-vous? Khi bong co cả má nâng bàn chắp đôi khi mẹ nó ấp miệng bánh nhà bùi bà rầm rồi ngay buộc nhầm nâng khơi ta khi nhầm tầm rách phán ca khi nhầm mùi hai. Pouvez-vous décrire la cérémonie de mariage et nous dire si cette cérémonie était différente des mariages auxquels vous avez pu assister avant le Kampuchea démocratique ou après le Kampuchea démocratique? Est-ce que les gens étaient habillés de la même façon? Y avait-il la musique? Y avait-il des fleurs? Pouvez-vous un petit peu expliquer comment était organisée la cérémonie? วิธีการนี้มันเป็นวิธีการเรียบจำตามประเพณีขมายยืนได้มีกวนกับมอมกวนกับเราสำอางกาหรือก็ถือบนโซดมนต์ไอ้ถวายกรมเปรียไอ้เต้วิธีการจำนวนขมายกระหอมจำนวนเปิดโปดนี่คือตาปัดกาตายมาดองคือมีแต่กาบังคอมอดมีเรียบจำไอ้บานสรุปบูจะทำเต้เต้ sống bây giờ mê kêu chạy phá là kê phá là ai nhưng còn mình chạp á miên mê kêu tối mùi nâng sẽ hạp như vậy bánh chia tư nè đánh thơ riêp ca đang thơ mạch nâng đập dân tay mà lưu phong. Et lorsque vous parlez de ce petit haut-parleur et des instructions, est-ce que vous parlez de ce que nous, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire des ordres qui vous avaient été donnés de prêter allégeance à l'encart et de faire des enfants pour l'encart. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez de ces instructions? Qui vous avez donné des ordres qui vous avaient été donnés de prêter allégeance à l'encart et de faire des enfants pour l'encart? Qui vous avez donné des ordres qui vous avaient été donnés de prêter allégeance à l'encart? Qui vous avez donné des ordres qui vous avaient été donnés de prêter allégeance à l'encart? Qui vous avez donné des ordres nâng cầm tích cháu mà mình vừa tạm ông ca bê ni thực ta cầm tích cháu bằng chân bán thức đây ta ca ni mà mình ca nói bà bê ni bằng sổ bùa tới cứ ca đòi bà khom cầm riêng cầm hành. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence des chefs d'unité et le chef de commune lors de la cérémonie du mariage. Qui présidait la cérémonie? Y avait-il la présidente? Si oui, qui était la présidente? Quand on me dit qu'il y a une personne, je me dis qu'il y a une personne, je me dis qu'il y a une personne, tại riêng cái nâng tu này tí ấy cũng đang ở phân tay khơi ta mới cũng nâng mau cho mùi bà tiên con xong bây giờ không nên bà đầy cu nhóm ca mùi nếm có bà tiên con đọc bì mê xa này có tu này tí có bà tiên con mới cả khẩu trâu đọc bì mê xa phần này kê miên cục phần này tức là mau cơn mùi kìa tân trai chẳng bỏ ra cái máu sắt có áo cái sát sát chậm này buộc nhóm điệp ca này khâu áo đôi tâm ngơ bị tung và lạ phóc hay nhóm mấy áo này đầy ơ cả má có mình xong sọp chia cả má ta chia cả má rồi mẹ bóng sát bát đây cứ bà lạ bái như cực chẳng mang ra đây ta
ca tiếng bằng khóm ở miền rừng xa mạng chất ấy ta rịp ca ấy đưa cục là kia ăn chứ đi. Que pouvez-vous nous dire de la personne avec laquelle vous avez été marié? Je crois que vous avez donné le nom de Rota tout à l'heure. Nous avons compris qu'elle était dans l'unité mobile avec vous. Vous venez de dire, si je comprends bien, qu'elle était chef d'unité. Que pouvez-vous dire à la cour de cette personne? Qui était-elle et d'où venait-elle? Khiom mà đang gặp cho cụm nã con này nà tê phần tay con nơi con ông phùm mà khiom mừng cơ con nơi phùm bài khí năng cơ con nơi phùm chết khí năng tay phùm nâng có nông tay không sẽ cắt mùi khí tay con nơi khổng đồn khiom nơi nơi phùm chê phần tay khổng không mùi khí nè con nơi nơi phùm đồn khổng đồn khiom nơi phùm chê khổng đồn chân tay mình đang chỉ còn nấu số cơm nát đây nè, khi mà đang hai khi mà đang tuôn tí ní, còn chỉ lát nà ri ní, cái đã nấu bằng má như nó, ai khi mà mới nấu còn vô bữa chốn nấy nấu khang, phần ông tập bè như tập bè bay thọ tư, nẹt la chi lại tư, tại ở nơi chết khi mà nấu tí, đập thằng ai bà mà lên phun chua khi mà nòn. Quel âge avait votre épouse? Aviez-vous le même âge ou y avait-il une différence d'âge? Bọn bọn cái mà chú chân mà tung cá nâng bị mà chú tới ấy là nó về xàm sắp chứ nằm chiên chất tâm phơ mà đó là nó về tung ta quật nó tung mà phải nhắm xàm chiên. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer à la cour comment s'est passée la première nuit après la cérémonie de mariage? Này con chỉ là tư tâm, con chỉ là tư nên là nơi chỉ mùi, nên là tư nâng khí nhóm. Tiếp bọn thái nhóm nâng, hay tiếp mà đại nhóm nâng sạp tư nâng cứ nâng sờ. Chân khí nhóm có tư lập tập tiếp vinh. Tạp tiếp chùm nón nó ở tư bú bài mà nê. Cô bú bài chứ thầm mà mái chứ. Bị làm tư đến mùi cái này nâng tư ở trong toàn đăng riêng ấy phong. Màu ba chị đọc mà thần đọc nâng. Bông côi dây liên cái mùi bon thay nâng. Bông bông khiếp nâng. Mưa tờ cao một tên nâng. Sa màu khá màu chô màu hào vậy. Chân mà đăng trên Hà Nam nâng trên Hà Nây ấy. Đà bê bê lâm lăng dương khơi luôn cao một tên nâng. Đôi đàn phù thân luôn chân. Ây khi nhóm ấy nâng khơi ta. Rương này mình khâu vì rương dưng cam toàn điệp ca đấy cái chẳng đăng này na ca dễ bê chẳng đăng na si a cái luôn còn chắc đáp tên chân là hai khi em có thoải mái pê đấy nâu toàn điệp ca nó ta bạc cái mà đáp dương pê đấy dương điệp ca hỏi đi nơi mùi cái này được còn mình đi. Et pouvez-vous dire à la cour si le mariage a été consommé avec Rota? En tout cas, cette première nuit, on verra après. Yop nombong nung gat ban
rum tầm nấy mới pon này khan là hố tới ta cái vô ta riêng sốt ọp thà sang à ọp tết hay cái vô ta riêng sâu này anh bán đây nhờ nhóm trái đây cho hơi vậy anh chưa anh thế anh pro say chân tới đây kinh bụi kinh cát mấy ai kiếm có bàn prap có ta bầm chân mưa nhóm miền bắc đáp đại on kì mình mơ tới cần cái dây đặc nhóm pro say say chấm nay bốn nhóm mình còn nơi đi nó cứ ta cái xu ta đường mà mục năng dùng mình mà đi mua cái này đấy bọn nhóm ta đứng em đấy đây bọn này à cái khang này đi lấy cái dây kia cái khang cái nhóm này thả bài anh mình bom đi thế cùng ngày na muối rồi cả đăng cầm tay chạy anh chào nâng cái cha chân dưới cái hàng ngày nhà anh chân đó dương cô trai phép cái tam thằng nào không có đi ca đây ca tổng hòa mát đây mùi cái nên nó ngập đi mãi màn được màn xa miền thang ai mùi bà tin phùm đại có thả lãnh cái nhóm rộp án cái nhóm tục đôi chữ bòn bòn còn mùi có đây có ai xa ra cái nhóm vì nẹp đây bòn nhóm dân do mong cười phật tôi một cái nên bán xa vắng chục tư ta rót thang ngày nay bởi dương mình rum thì nên mùi kia tê dương bà bạn đang ru hai dương mình đang ngon ngày nào tê cái tạm đàn đó ngay dương có họ cây vợ bịa có họ ai còn nhóm có trái to bình đập bùa tộc chia thơ mấy thơ cho ao cho bàn ru bây giờ bằng đang ai đã khi nhóm phải plem smart đây đôi bịa cha lục thả tật phát đồ rầm chân bề nâng lên đằng thập ra ta say có bàn hơi giúp nâng mà đoàn thân trong mà phải tôn vậy chứ đâu tự nhiên. Était-ce la première fois que vous aviez une relation avec une femme? Ta bề nóng cứ chỉ lực tìm mũi để lục để lục say bàn rôm rẽ khnề chỉ mũi nâng sợi tray mềm thế. Nhiều gì đúng tới khi nông mà chỉ vết khi nhóm này tầm mặt đoàn nâng thì màu chùm nạc này hay chật tập bay tầm mặt đoàn nâng đại sổ rô chết sổ trầy cao bình nâng mặt đá thì xong sổ bọt chùn tư la ca Pouvez-vous expliquer à la cour à quelle fréquence vous voyez votre épouse une fois le mariage prononcé? Est-ce que vous viviez toujours ensemble? Est-ce que vous vous rendez à certaines périodes de la semaine ou du mois? À quelle fréquence voyez-vous votre épouse? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ce mariage se passait au quotidien entre vous et Rota? Khi rịp ca nâng hỏi mà khi bàn rùm rẽ khi nhầm đang phê sở vọng nâng khi mà khi có bẩm bái khi nha phải chứ khi sớp ca tất đăng tham bàn thầm rãi chốc chế bùa ngay sở vọng nâng khi lãnh bị xe bọc kế khi lãnh rịp ca nâng khi dô tất đạc nâng ngồi tốt nâng khi đâu mơ mạng nế ấy mạng nế dương ọ bàn chạp ở rõm ấy bần tay đăng thả dương bàn khi nâng mùi khi nha khi khi lãnh xu khi có bẩm bái khi nhầm ổ tần ớ tu phụng tập về vinh vay thầm vay ấy tới đập ngay chân tới bạn ơi mà chuột ni mà đang tay nhưng mà đại bạn đề chứ nhưng mà mong đà mau bên đang bên mấy mong đấy đà đang tới ở khả năng ấy coi dây liên khiên tình tua chân tới tới ở chấp bà rắm tham bà phôn nâng miên tây pu phong coi thì chạy liên cái này chân ấy đà mong vào mũi lưng ấy mình sọc chia nhầm tàu với nhái ở cầm nắng á tại thời cả tiền bọn nhóm cái vô chật nhầm thả tôi cho bỏ mơ tập đây các bà chỉ cùng thông chuyện các bà lừa ấy tập răng kết ấy à rừng bị bệnh hạ cà rô nợ mùi khi ai tập ban mà chốt chơi mà thì dạ ai tập ban rô có mọi sạp tạm mày ở bọn bộ tiền
Rồi mà bố vợ lý nhanh khang bà bồn nhóm gõ, khang nhóm gõ này. Chật thập muốn đà rô bí nạp đầy bốn đà rô bà bồn người. Có thầm mà chật bay phê như tài mà nóng tới. Anh ấy bị bàn thịt đây ta. Rùa cổ à ta. Rồi thằng ấy rùa khám yên này. Chúng bố chỉ vật khám mùi khám yên kết cứu thế là chấm nát ni hay. Chứ ngư rút rất tờ ngọp tay ngọp chơi mà chỉ miếng đời. Lừa chiếm tiệt chân nhóm ấm mình kết ấy chứ ra tay cần là kết ta bằng hai nơi ta là ca bạn sẽ bảo lo thật ca chứ chấp đó bọc nhóm mình chứ ra hình á Vous avez indiqué que votre femme est tombée enceinte. Votre femme a-t-elle accouché d'un enfant? Et si oui, pouvez-vous expliquer à la cour ce qu'il est advenu de cet enfant? L'avez-vous vu? Que pouvez-vous nous en dire? Luộc sợi đào mà đang rập bạ vì ní chăm microphone bật bật ca sẵn thành trường hóa chăm luộc sợi. Dạ, bốn nhóm miệng tây bốn nhóm đang lâu đó trọng tử lý tại bóng trái khi ông tin nè mà bạm ta bốn ái trọng tử lý hai bàn con trái ta nà bàn mà tâm đăng tần năng chân tê nhóm ở miền tây đã tranh bị phun tập về chế phu sa ca mà tiếp cái ao vay tham mò, còn ông mỗi ngày ban mà mai kịp cầm bằng vay ở ban mai gì, ngày nào ngày bận có lên chẳng mau thì để đào bị ăn đuôi, chết chẳng mà mơ một cô nâng biển mạnh đáy mau biển đuôi, mình chết khi thấy cha khi lư nó chừng ngày bây chăng chấm đại bán đằng này. Avez-vous songé à un moment vous séparer de Rota et y avait-il des couples à l'époque qui se séparaient quand ils n'étaient pas satisfaits du mariage dans lequel ils étaient? Cú xây tiện nó cái bài kia đại rồi thế về tập về cái điệp ca cho mỗi kia để cái bộ khám ở điệp ca chẳng hay mà nó. Cú miền bài kia cái do ta liên sâu chỉ bắt to ta gạt khơi màu phùng mình thế không màu mình thế nên cái thả do ta riêng sâu mà đang giờ riêng sâu đây tầng tư này càng như ấy ta gạt khơi từ lắm màu mình cả cho mũi khi ông đang tơ sân tầng ấy mình bàn đập hết rồi vẫn nào chụp cái này tơ sập từ ngày nâng vô chụp mũi vô chụp mũi cái nông dân cả sao sập trên năm chiên hay Donc si je comprends bien votre témoignage, un certain nombre de personnes qui ont été mariées en même temps que vous lors de la cérémonie d'août 77 ont disparu pour avoir, après la cérémonie de mariage, voulu se séparer de leur conjoint. Est-ce que je comprends bien ce que vous venez de dire à la cour? Tha nè lên lè tớ chất tầm muốn thế bà mình thật lên lè khní chạy phật nên được nhóm chăng. Tại bà rương châm nón khám ai khá hòm khám mình lên lè tê. Bạt khá luôn tầng srei tầng prọc tàu tại mà nóng tờ riêng sốt. Kẻ áo tờ riêng sốt thà phát tờ này phát tờ nó. Tại tì chồng chậm mong mình nào tờ tu lúc bài ổn năng. Vous nous avez parlé de la fille que vous avez eue avec Yang Rota. Vous souvenez-vous à peu près de l'époque à laquelle elle est née? Et avez-vous des nouvelles depuis? Tang bi kon nang kat la hot ma to sap thai ni.
mình đã tu ban năm năng năng bỏ năm miền ấy thế tăng vì bài chất buồn năng mà ăn đại lưu sâu tận năng năng giang mấy cái giang mấy chứ Avez-vous des nouvelles de Yang Rota, de votre femme? Ta lok mien dam nang pi pon lok dai ru te. Chumnai pon yom an mien nang ta nang tha ru ho ru slap ay te. Ma nang sop thngai ne ma nang je ru nau ti na. Chet khnyom mien bat ta man srang srei men pon da na khoe jeung ve ban chol chu ta hai. Tam đa rô mơ câu này vì phần man hai tam rô phân nó vì riêng rỡ lưu bị mấy phần tay tam rô mân khơi xàm dập chân nằm mấy tăng bị bài kia chật dập chiêng nâng mà bài dập chiêng lâu đó chật dập phần bụ nâng tam đa rô đây mẹn tham ăn tam thì mình cái đây thay lốt thân ạ câu này có một rộp an bộ phân có một rộp thuê bật chật cầm rất riêng chứ phải tí bay mẹn tay tam rô khơi xàm. Et ma dernière question, Madame la partie civile, quand vous repensez à cet événement, à ce mariage, quels sont les sentiments que vous éprouvez avec les 40 ans de recul qui nous séparent de la cérémonie d'août 77? Est-ce que vous pouvez partager avec la Chambre ce que vous éprouvez aujourd'hui en repensant à ces événements? Et ma dernière question, Madame la partie civile, quand vous repensez à cet événement, à ce que vous éprouvez aujourd'hui en repensant à ces événements? Được nhóm bạn cho mình mạnh chân. Thật nhóm thuê bà được nhóm cho bà phê tí bay. Mình câu một cái đài. Chỉ chạy đón ấy bà bạc nha dần đi. Chất viên rừng thoát ná ta hơi. Tục chìa nhóm không mẹ rắm cho môi sợi nhi. Không mẹ rắm ấy có nhóm nó khơi ta rương mình câu. Bà bôn trọc cũng sắp bà nó môi khá. Lúc bây giờ mùi kia kì hai tôi bà miên có sang mùi kia khi mình rắm tạ sớt nha. Vẫn tại đó khi mà rốt khơi. Khi mà xoay nha. Vẫn tại đó mình khơi. Tăng bị khuôn nó chia lâu đó khuôn chứ nó dần đây kết nó khơi. Bây giờ rắm bắt khi mà ta khi mình ca chứ chọc lăng mên tên. Je vous remercie, Madame la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Monsieur le Président, 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 je n'ai plus de questions. Good afternoon, Madam Witness. Thank you very much for coming. I have a few questions. I hope that you can help us to better understand the situation of what happened so long ago, a time that's so different from today. So you mentioned that there were over 100 couples involved in the ceremony. Can you tell us the age of the couple? Cần là cha chiên nên tinh tế được khi ông cha chiên kinh tế tới hay mà tập ba khi nó mới chụp nuôn tới hay khmer mà tập co khi em sinh tới phần ta ở cha chiều mình miền thế hay ở khmer chiều cơ miền miền tây chụp nạc cua sắm là dụ tung một phầy chiên rồi sắm sập ấy càng pro. Okay, thank you.
And you described a process where there were two lines. You said it was, is it correct that it was evening, the sun had gone down, is that correct? គឺនៅពេលដែលថ្ងៃលិចទៅអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេពេលរៀបការគឺគេឲ្យអង្គុយពីជួរហើយគឺក្រោយពេលថ្ងៃលិចទៅត្រឹមត្រូវដែរទេ គឺថ្ងៃលិចងឹតហ្នឹងហើយគេឲ្យឈរមិនមានកៅអីណាអង្គុយមានកន្ទេលណាអង្គុយទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេកាន់តែជំរះឆ្មៅស្មៅឲ្យអាចារ្យដីតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអង្គុយតើដាក់ទៅជើងអង្គុយហើយអគេអត់អង្គុយឲ្យនៅឈរអញ្ចឹងទំនៀមគ្នាហែអញ្ចឹងទៅAnd then you described a process, if I understood correctly, where the two lines were asked to walk towards each other and grab someone from the other line. In other words, a man and a woman to touch each other. Is that correct? To pair off? To pair off? ពេលអង្គុយឲ្យចូលអត់មានអីគេប្រកាសភាពអត់ដល់គេឲ្យចូលតម្រង់ជួរពីរចឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមប្លុតភ្លើងភ្លើងអគ្គិសនីរបស់គេប្លុតគេឲ្យដើរចាប់រឿងគេអត់មានឲ្យអោបគ្នាអត់មានឲ្យអីទេគេឲ្យដើរចាប់រកគូNow, at some point, did the lights go back on? តំងជួមតាំងពីប្របែកគ្នាហ្នឹងឯងគេប្រលប់ភ្លើងចាប់គ្នាចាប់គ្នាបានហើយមកបើកភ្លើងវិញយំទៅរហូតមិនដឹងជាខាងណាខាងណាមិនដឹងជាស្រីឬប្រុសយំទៅលោ Was there any possibility for someone to say no my boyfriend my girlfriend is this other person I want to changeតើមានឱកាសណាមួយដែលបរោះឬក៏ស្ត្រីណាម្នាក់គាត់និយាយថាអឺនេះមិនមែនជាសង្សារខ្ញុំតើសុំដូរគូបានទេលោកស្រីកុំថាឡើយតើក្អកនិយាយតើក្អកហ្នឹងក៏មានក្អកដែរសុខចិត្តទឹកភ្នែកទឹកសបោមកជាមួយពេលដែលខុសទៅហើយក៏ហ៊ាននិយាយទេតែនិយាយបាត់ខ្លួនហើយYou indicated that there were people in bright colored clothing, better clothing than the clothing you workers from the mobile brigade were wearing. Are any of those people, to your knowledge, from outside of your commune? Were there any leaders at a higher level, as far as you could tell, present at the ceremony? Were there any leaders at a higher level, as far as you could tell, present at the ceremony?អាចារ្យខ្ពស់ណាស់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការនេះទេនិយាយពីរឿងសម្លៀកបំពាក់វិញដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញហើយថាដូចងើបពីទុំអ្នកក្លះនៅប្រឡាក់ដីអ្នកក្លះបាក់ប្រពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពាក់អាវមកអាពីបីថ្មមកហើយកែងមិញនៅអញ្ចឹងកម្មាហាត់ក្លិនមិនបានទេហើយបើនិយាយកម្មវិធីរៀបការហ្នឹងមកវិធនៈនោះនាំប្រទេសណាមិនឃើញទេប៉ុន្តែគណៈស្រុកនៅនឹងឃើញគណៈឃុំនៅនឹងឃើញប្រធានយុវជនអីឃើញនឹងប៉ុន្តែគាត់យើងមិនស្គាល់ឈ្មោះគេ Okay, thank you.
Any of your experiences during the regime, did you ever see the visit of people at a higher level from the zone leader or someone from the center? ថ្នាក់ដឹកនាំណាពីថ្នាក់ភូមិភិយណាចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងលោកស្រីដែរទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្បាស់ការខ្ញុំធ្វើទៅនៅប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរបរិយកងដែតនឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ជាងគេតមុកតសោមខ្ញុំឃើញច្បាស់ពួកខ្ញុំស្គាល់តមុកនឹងឃើញច្បាស់ជាងគេហើយតសោមនឹងតចាននឹង 3 អ្នកនឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែដល់ឲ្យថ្នាក់នឹងនាំមកទេដូចជាប៉ុលពតអីមិនឃើញដល់ឃើញទាំងអស់ឃើញថាតមុកតសោមហើយតចានWhere did you see Tamok? សាព្រេញ្ញាលោកស្រីបានឃើញតំបន់នៅកន្លែងណាដែរតំបន់នោះហ្នឹងហៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រពីអង្គរបរិយាចតកោះណែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងតំបន់វត្តរាប់តំបន់មកធ្វើការនៅហ្នឹងហើយគេចោះសួរទុកទុកហ្នឹងឃើញគេប្រែយើងកំពុងតាលីអាចដីលាប់ឡែហ្នឹងផង Now you mentioned going back to the forced marriage. You mentioned that before your marriage, you had heard of these arranged marriages taking place. Can you tell us a little bit more about that? Had you ever witnessed a forced marriage or an arranged marriage ceremony previously? ផ្ទាល់នេះធ្លាប់ដែលឃើញការរៀបការដោយគេផ្សំគុំគ្នាបែបនេះឬក៏ដោយបង្ខំរបៀបដូចនេះនឹងពីមុនមកទេកាលពីនៅភូមិតាឡាស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវឃើញគេគូដែរមូលដ្ឋានជនពិការដែលមកពីកងទ័ពការដៃពីការជើងចឹងទៅមករៀបការជាមួយនារីជាមូលដ្ឋានទេ អត់មានដល់2មេសាទេប៉ុន្តែគេរៀបចំផ្ដាច់ញាគេមានតុងអង្គុយមានអីខុសពីដល់2មេសាដល់2មេសារៀបម្ដងគ្មានមកគូពីទេចាប់តែពីម៉ោយគូឡើងទៅតែម៉ងមិនដល់ស្រុកខ្ញុំនោះដល់មកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងទៀតមករយ7គូកណ្ដាគូដល់2មេសាហ្នឹងបែរទៅគូហើយដល់ខ្ញុំមិននៅមុខគេហ្នឹងវាទៀបជាងគេកាលហ្នឹង The marriage of the handicapped people that you witnessed, can you tell us, was that handicapped marrying non-handicapped, or was it handicapped marrying each other? យុទ្ធជនពិការនេះគេរៀបការជាមួយនឹងនារីមិនពិការឬក៏យុទ្ធជនពិការនេះរៀបការជាមួយនឹងនារីពិការដូចគ្នាអត់មានរៀបការជាមួយនារីពិការទេនារីនឹងក៏នារីគេស្មោះត្រង់នឹងបាក់ រៀបការជាមួយយុទ្ធជនពិការតែនារីអត់មានពិការទេនារីនៅសមរភូមិក្រោយទេជាប្រធានសហគមន៍ជាអីជាគ្រូអីជាពេទ្យអីនៅតាមសហគមន៍ទេដល់កងតបមកពីមុខចឹងមកពិការដៃពិការចឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងរៀបការជាមួយអត់ហ៊ានបកាយទេទុកដល់8ហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានបកាយដែរមូលដ្ឋានចាស់ហ្នឹង Do you know who chose these women? Or did the women have a choice, if you know, or was it again, were they told to marry various handicapped soldiers? ដែលខ្ញុំឃើញជនពិការមកយុទ្ធជនកងមុខពិការនឹងមករៀបការនឹង គេគ្មានមកខំឯងគេទៅប្រាប់មកនារីនឹងមករៀបចំខ្លួនមកការមួយយុទ្ធជននឹង
Hay ăn miền nào hiện bậc ai đã khơi mau chân thấp bên cả vì thấy cú vì mà nó cho bột cho bỏ đi bu đầm pi mi sa ca mà nó mà rơi cú nắng miền ca cất bậc khom miền ca cầm niêm ngầm hai vô tờ sầm lạp vô tờ ấy chân tại đó còn cho ở miền lưu sâu bằng khom ấy toàn lại kia bằng khom mấy kia mọi đằng đại phù tu này tí dù chân còn chỉ lát nó nơi tờ còn chỉ lát nó tờ cần bán khơi cho điệp ca chân. Okay, I'll come back in a moment to why people didn't refuse. That's very important. Personally, I asked you about the experiences of other transgender persons. Rừng đập bằng pi mê sang cả khi nhom nơi sau cầm nát bậc nhom pi chết pram chết muối miên kim không chẳng đai tài khang và pi tí bay mình bồ mình điệp cả để chọn còn làm cho cài ngọt từ liệp thân nằm à này cài chỉ lạ đáy nước sầm nọ cho vì máu vô mà phật ta lui ở từ ngọt từ kỳ bậc không nơi kia mình đai ăn bồ mình điệp cả tài khi nhom nơi miên mà đai cha đạo về ở bên mà đại tư, nó khinh luôn ai ai câu mà này ai đôi chập thằng ai đi chứ ai câu mà này ai xuất ta. Of the transgender persons that you knew before the fall of Phnom Penh in April 1975, can you tell us if you know, most of them survived, half of them survived, what percentage of them, your experience, those you knew, survived in the Nguyen? Look straight down there. Bà tặng ơ phụ mạ cái nhóm đại chế riêng bà cho mỗi cái nhà nà đi phà la hay nâng nà rọt tha xa rãi cứ ọt khờn tế cứ bê nâng ấy đánh chanh tư cái lãi nà tè chùa nâng cái banh trong cái lãi nâng mắng rùa tặc nhóm bì nè xì nà tại đó xì nà tâu chùm non mai có hôm cho tập phum tới những cái pháp đầu bài bạc khi ở đằng tại bà phụ má khi nhom nên chiến ba mũi này buồn phàm này nên cứ ngóm nó cái lại ta cha nó ở được cái bánh sầm độc châu không bật tốt nâng mong bù sam sập chân nằm mà khơi mình nè nâng mình nè na chân mà chụp cho okay thank you and what about brothers and sisters, siblings of yours. Can you first tell us how many you had at the start of the regime in April 1975? And tell us how many, if you know if any, were forced to be married, or if any died during the regime? How many died during the regime? How many died during the regime? Bong bọn bọc nhóm đập pram nè, bong bọn bọc cát mai mùi ơ mùi. Đi chung mình chập tập nè gắt tờ đi. Anh mình nà xa tê kì xâm lạp chả lọn. Khơi nâng bên ai pi nè, đại kì chung đã kết khai dưa tờ, hay khao bì nâng kì hai tờ điên rộn ơ. Nâng xa kì nhóm bên ai tê dọc ngay nè, anh mình xa tê đập pram nè. Okay, thank you, Mr. Witness. Now, I'm coming back to some important questions when you're ready. Let me just take a pause for a moment. You just let me know. Take your time. Let me know if you'd like to continue now or... Sapriya, really don't feel like you can, perhaps you can ask to adjourn now or
tăng tay mình ai chạy ban nộp tiền đi co sông chìm riệp mỏ đầm bay chìm sông ong chìm nung chìm rẽ sầm lá sân ở đây Giêsu cho. Okay, thank you very much. Sabrina, you mentioned talking about the ceremony that you were told that Angkar wants to increase the population. And I'm interested in you explaining to us at that time what was told to you about who was Angkar. Mình đang chia nè nà đi lĩnh bốc màu ông ca tặng ông nhóm bà bạm đang rồi nè nà chú ấy giờ ông ca chú ấy giờ ông ca ở ta lĩnh bốc ta cả nà không mất ông ca lịch bà tiên con mất ông ca mình đang chia mùi nà ông ca cả nà xa ma cung nà ri ở nà bà tiên nà ri phù mất có ông ca nhóm ở đằng tha nè nà chia ông ca nè nà mùi chia ấy vật bà cọt. Did you hear people talk about the party? Tôi đã tập bồn cứ cái ao nào ta bán buôn năm mai cái chèn bắt đầu tạo cho nó mua bộ tham ấy còn cái đã đâm về mấy xa đôi khi này. Thank you very much. That's fine. What we want is what you do know. If you don't know, that's fine. But there's something important I'd like you to explain. Miền chấm đất mui sầm khán nát đặc chấm chong ở lục sậy chui bự. Because we weren't there. And I think it's a very different place that you were in 40 years ago. When you say you could not refuse, that all those 107 couples, no one said no, because you said you were afraid to be taken away and be killed. Why? What was it? What had you seen? What was it like that made people feel that if they Angkar suggested they get married, they had to do that, that they had no choice? Nên tặng ơn nâng xem mình là tàn hợp tặng tay anh phá chất nà. Tại ơn đã hiến này dưới đây ấy tặng ơn. Bố mình bị cha mai ơ rư bóng bố nông phô mình xa anh đam đam cổ tư. Chế cả nàng ngọp cả nàng, đăng rừng chán cả nàng ngọp cả nàng. Kế ảo thư ấy thư tư, bị ru. Giang nam anh được nhông chân. Kế ảo thư ấy bái chí rục tư, tâu ấy bái chí rục tư, hêu bế xì dù môi chí rục nâng tư. Thế là mấy ai tầm mà ru, cầm mát cầm co, cầm to chú mỗi kê. Trần lại kê, rừng trên nẹ mù thán đọc bầm bầy mì ná. Kê chồng bầm mát dương à xê á, cà dễ bê. Kê chê bầm mát mấy mát tới dương đào thì chanh tới. Thế ai khó hải mà kê xí bài chú chân, cho bậc liên xí. Đào chanh tới, cầm tà chú tròm tên mỗi kê. Cầm tà lúa xí xí mục tơ. Cả tuốt cả chân lùi xì xì mục nâng tới công ta lùi kê sát sát nâng thì chạp bán thai dương nâng. Chào ơi, hay mình chào nó còn mình thông ngô bài xa mơ nâng phía. Tha ca dì bê, dì a, nì sát, bà nhà vôn, ao chà nà bẹ bàn ta chân xe bà nhà vôn nâng. Khi nhóm bò xa nà khi nhóm mình ngất phần này phần nâng. Cả bây giờ nó không ai có hâm khi nhóm ngô hấp thế tại nhóm. Tôi dạy phụng tí bí cho nam bò mò rơi hông sắp tí. In your experience, maybe this will be the last question. In your experience, so we understand, what did people do? What kind of evidence did they rely on to accuse people of being KGB or CIA? Who could be accused of that and what reason? Th
mình phố tàng ấy thông đông thì đâm bì mê xa khai ngọp chân hơi. Cái cháu chân ở nhà nó ngọp, cái xa ca dễ bê. Cái chân ở nhà nó ngọp. Cái gì chân nó, mà cái chân ở ngọp, dễ à. Cái chân ở ngọp á, ọt trẻ sao mà tu sao. Dù bà chân mua nó mua nhóm ọt trẻ sao. Thác này này sát bà nhà văn này, cả nà. Cái áo chất tư xế, cả nà to mà phê thạc. Thì cái bà nà bán tư nghe ní, xong mình bán tục nhóm á. Cả nà bà nà cái sao này sát bà nhà văn. Chân bán thật đây thà. À vầy vầy cái đạo dương nó nghiêm, đám đám cô, tớ bà rút đo thọp thằng ai nè. អរគុណលោកប្រិញ្ញាឥឡូវដល់ពេលជុំសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសាវនាសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសាវនាការនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកលោកស្រីសុធាវីសាវនាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់លោកស្រីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយអង្គជំនះក៏អញ្ជើញលោកស្រីមកបន្តផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំនះធ្វើ
chấp đam snap sự khai cam đam đang luật phạm vi PTCCP pi rồi học buồn xong việc khi chiếp năng chơi chơi luôn tạm pi cũng về lý ban cũng nọt nỉ bằng cọp anh rẽ một tí cùng kháng non luôn chun cho trong từng pi rút luôn chia luôn chia năng lục kêu dùng phong từ lọp từ căn một tí cùng kháng lấy ô to co vĩnh năng mà coi non luôn có từ lọp chơi luôn sao nà ca được ngày phút tí thấy bốn khai xây hai trăm bị phong nó phần môi ban một màu phần buồn xong chơi dùng ra.